Chương 1, Diệp Vô Thần, nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. Tỉnh lại đi, người đã ngủ quá lâu rồi, tỉnh lại đi. Trong ý thức hải mênh mông vô tận truyền tới thanh âm mờ ảo như mây, chương 2, Thiếu nữ tóc trắng, nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. Một hồi tiếng bước chân nặng nề dồn dập truyền tới, theo đó là tiếng thở gấp của một nam tử. Diệp vô thần nghiêng ánh mắt, phát hiện một nam tử cao lớn đầu đầy mồ hôi đang vác sọt tre lớn chạy tới. Hắn thoạt nhìn tuổi không lớn, diện mạo quê mùa, hình thể lại càng có chút cao lớn cường tráng quá mức. Nhìn thấy lão nhân, bước chân vững chãi của hắn càng nha chương ba, Diệp ngưng tuyết, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Thiếu nữ vô ý thức lui ra sau một bước, lại không có vẻ chạy trốn như thường ngày nương theo ánh sáng nhàn nhạt nàng đã nhìn rõ khuôn mặt hắn càng thấy rõ đôi mắt hắn hắn rất dễ nhìn nội tâm thiếu nữ không kìm nổi nghĩ đến mà đôi mắt ấy tràn đầy vẻ tang thương buồn giàu không hợp với tuổi tác lại không hề có chút chán ghét nào lại mang theo một loại mị lực yêu tà động lòng người khiến người ta chỉ cần nhìn qua một cái thì sẽ tiến vào trong mê hoặc sâu xa không thể tự thoát khỏi Nàng như ma nhập ngơ ngác đôi mắt với hắn rất lâu, sau đó liếc hắn, lại nhìn vào hoa quả trong tay, len lén nuốt nước miếng, sau đó khẽ dâng hoa quả lên, sợ hãi nói, đại ca ca, ngươi muốn ăn ư? Diệp vô thần bật cười, hắn ngồi người xuống, mỉm cười lắc đầu. Sau đó vươn tay, từ từ tới gần mặt nàng, khẽ phe phẩy lên hai vết sẹo đáng sợ trên mặt nàng, đầu ngón tay lóe lên quang mang không màu yếu ớt thiếu nữ hoàn toàn đờ đẫn mở to hai mắt miệng há hốc không chút nhúc nhích như bị định thân hoàn toàn quên mất tránh né vài giây sau diệp vô thần thu hai tay mày khẽ giãn ra hắn nhẹ giọng hỏi tiểu muội 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 tên gì thiếu nữ lại tiếp tục ngơ ngác khá lâu mới yếu ớt nói muội muội không có tên không có tên vậy nhà muội ở đâu vì sao lại xuất hiện ở chỗ này muội không có nhà lúc muội tỉnh lại thì đã ở đây muội cái gì đều không biết thiếu nữ lắc đầu thanh âm hắn rất ôn hòa khiến trái tim đang đập thình thịch loạn xạ của nàng dần bình tĩnh lại muội không nhớ chuyện trước kia đúng không cô gái ngẩn ra sau đó nhìn hắn khẽ gật đầu đôi mắt tràn vẻ bất lực nàng không có nhà không có quá khứ thậm chí không có cái tên của mình ở đây gần như mỗi một người đều ghét nàng mỗi lần nhìn thấy nàng đều dùng gậy đá đánh đập nàng đuổi nàng đi nàng chỉ có thể liều mạng chạy trốn sau đó trốn trong một góc không ai biết len lén khóc nàng làm thế chỉ là bản năng muốn nàng sống không có bạn bè không có mục tiêu cái gì đều không có thì ra là thế diệp vô thần lại mỉm cười tương tự cũng vô cớ xuất hiện ở đây tương tự cũng không có quá khứ có lẽ đây chính là duyên phận kỳ diệu trong tâm hắn sinh ra lòng thương xót sâu sắc nhẹ giọng nói muội muốn có một ca ca một ca ca sẽ không khiến muội chịu đói càng sẽ không để người khác ức hiếp muội hay không thiếu nữ kinh ngạc nhìn hắn vẻ mặt ngỡ ngàng không biết nên trả lời thế nào ta làm ca ca của muội được không ta sẽ không khiến muội bị đói, càng sẽ không để người khác ức hiếp muội. Cô gái trợn trừng mắt, luống cuống cầm quả trái cây còn lớn hơn bàn tay nàng. Nội tâm và khóe mắt nàng đều cay cay, phảng phất như có thứ gì đó muốn trào ra. Nàng yếu ớt nói, "Muội, muội có thể ư?" Họ đều ghét muội, đánh muội, bởi vì muội, Diệp Vô Thần đứng dậy, khẽ kéo tay nàng, "Đi theo ta nào." Chương 4: Trừng phạt nhỏ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com được rồi mau rời giường thôi bằng không chẳng có điểm sáng ăn đâu vô thần ôm nàng ngồi dậy khẽ vỗ khuôn mặt nhỏ của nàng một cái làn da của nàng mịn như tiết gương mặt yêu kiều dưới cái nhìn đại khái thật đáng yêu đẹp đẽ như búp bê nhưng hai vết sẹo thô dài đã phá hủy hoàn toàn khuôn mặt này hệt như trên một vùng tiết trắng muốt không tì vết bị bới lên hai khe rãnh vậy điểm tâm ngừng tuyết mở mắt mê mang nhìn hắn buổi sáng cũng có thứ có thể ăn ư diệp vô thần trong lòng đau nhói mỉm cười nói ngừng tuyết trước kia bữa sáng không ăn đồ gì ư ưm nàng khẽ gật đầu đôi mắt vẫn lim dim chưa tỉnh bởi vì không tìm được thứ có thể ăn chỉ có buổi tối đại nghiêu ca ca mới cho trái cây ăn diệp vô thần dùng tay tỉ mỉ sửa sang đầu tóc lẫn cả y phục trên người nàng một lần diệp ngưng tiết si ngốc nhìn động tác của hắn hưởng thụ một loại xúc động không sao nói rõ vô thần ôm nàng lên kéo tay nàng đi nào ca ca từng nói sau này sẽ không để muội chịu đói nữa trên bãi đất trống tối qua lúc này đã ngồi chật người người già người lớn trẻ nhỏ đều có trương nam thiên phạt chi nữ trong truyền thuyết Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Sở kinh thiên nhịn đã khá lâu rốt cuộc không còn nhịn nổi nữa, nhảy sổ đến trước người diệp vô thần, đôi mắt tỏa sáng, vẻ mặt tha thiết nói. Diệp lão đệ, thì ra ngươi lợi hại như vậy, chúng ta luận bàn một chút thế nào? Diệp vô thần cười lạnh nhạt, lắc đầu. Sở kinh thiên ngứa ngáy trong lòng xoa hai tay hắn kế thừa thiên tính mê võ như cuồng của sở gia nhưng ở không gian phong bế này đối thủ duy nhất của gã chỉ có gia gia của gã nhưng mỗi lần đều thảm bại không chút nghi ngờ hiện giờ rốt cuộc lại chờ được một cường giả gã sao có thể buông tha gã vừa muốn tiếp tục dây dưa thì lại nghe lão nhân ho nhẹ một tiếng đại nghiêu nếu hắn không muốn so chiêu với ngươi thì đừng cưỡng cầu sở kinh thiên lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng vẻ mặt hậm hực nhưng lập tức hắn đảo con ngươi nói vậy diệp lão đệ nếu ngươi đã lợi hại như vậy sau này hãy cùng ta đi săn được không trong rừng rậm đằng kia có đủ loại dã thú còn có một con hỏa diễm sư tử ngay cả ta đều đánh không lại con hỏa diễm sư tử đó chính là thập cấp ma thú có điều nếu cùng đi với diệp lão đệ chúng ta đêm nay nói không chừng có thể được ăn thịt sư tử thập cấp diệp vô thần xoay chuyển tâm niệm cười gật đầu nói được vậy chúng ta bây giờ đi đi bây giờ sở kinh thiên ngẩn ra sau đó hưng phấn gật đầu được bây giờ đi luôn nói xong như e sợ hắn đổi ý vội vã vác chiếc giọt lớn mỗi ngày đều phải vác lên đồng thời nhặt trên đất một thanh thiết kiếm loang lổ vết gì bỏ vào trong sọt lão nhân cũng không nói gì cười ha ha nhìn bọn họ diệp vô thần cúi người nói với ngưng tuyết vừa rồi ca ca có dọa đến muội hay không ngưng tuyết lắc mạnh đầu còn lâu mới có ca ca đều là vì muội ca ca họ đều ghét muội vì sao huynh tốt với muội như vậy diệp vô thần cười ôn hòa bởi vì muội là muội muội của ta mà hắn đứng thẳng dậy đi nào chúng ta cùng đại nhiêu ca ca đi săn ngưng tuyết ngây ngốc ứng tiếng sau đó chạy chậm theo đằng sau sở kinh thiên gãi gãi đầu dường như muối khuyên chớ mang theo đứa nhỏ này đi để tránh gặp nguy hiểm nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống không nói sợ diệp vô thần cũng không đi theo suốt dọc đường hai nam nhân không nói một câu nào với nhau cũng không có đề tài bổ ích nào cả diệp ngưng tiếp theo sát đằng sau vô thần đôi mắt như pha lê hiếu kỳ quan sát xung quanh khi đến rìa rừng rậm, diệp vô thần rốt cuộc mở miệng hỏi, đại nghiêu, thập cấp ngươi nhắc tới lúc trước, là cấp bậc phân chia võ công của thế giới này ư, ừ, võ công, đó là thứ gì vậy? Sở kinh thiên trợn trừng mắt châu hỏi, nhưng lập tức lại giật mình, không sai, đó đích xác là cấp độ thực lực của thiên thần đại lục. Nơi đây không có võ công? Diệp vô thần nhíu mày, hỏi. Vậy người ở đây bình thường tu hành cái gì? Sở kinh thiên sờ sờ đầu. Cái này thì nhiều, có luyện kiếm, luyện cung tiễn, luyện thích khách tốc độ nhanh. À, đúng rồi, còn có một vài người luyện ma pháp gì đó, tóm lại là rất nhiều. Tổng thể mà nói thì luyện kiếm vẫn là nhiều nhất, dù sao thì kiếm cũng là vua của vạn binh khí mà, vậy phân chia cấp độ là thế nào? Diệp Vô Thần vừa suy nghĩ vừa hỏi. Điều này, dựa theo thực lực cao thấp, có thể từ nhất cấp, nhị cấp, tam cấp thẳng đến thập cấp có thể đạt bát cấp trở lên đều là cường giả, mà thập cấp trở lên lại là cường giả trong cường giả, sau khi vượt qua thập cấp cấp độ là linh cấp, thiên cấp, thần cấp. Người có thể đạt tới linh cấp thì có thể ngạo thị quần hùng, có thể đạt đến thiên cấp thì có thể làm nhất đại tông sư, mà có thể bước vào thần cấp có thể ngạo thị thiên hạ. Nhưng người đạt đến thần cấp thì hiếm có vô cùng. Theo như lời Gia Gia Ta, năm đó cả thiên thần đại lục cao thủ có thể đạt đến thần cấp chỉ có bốn người, họ không ai không phải như thần. Sở Kinh Thiên vẻ mặt trông mong nói. Diệp vô thần khẽ gật đầu, bốn người bọn họ hẳn chính là đỉnh cao thực lực của thiên thần đại lục nhỉ, không? Sở Kinh Thiên lại lắc đầu. Còn có một người, nàng mới thực sự là người mạnh nhất thiên thần đại lục tên của nàng không ai biết bởi vì nàng chưa bao giờ nói chuyện vũ khí nàng dùng tên là thiên phạt cho nên người của thiên thần đại lục năm ấy đều xưng nàng là thiên phạt chi nữ nghe ra ra nói nàng giết người thành tính tay nhiễm vô số máu tươi năm ấy bốn đại thần cấp cao thủ liên thủ đồng thời bố trí tỏa ma trận mới chế phục được nàng sau cùng bất đắc dĩ dùng phong ma liên ngay cả thần đều không thể phá hủy khóa nàng trong phong ma tháp bởi vì nàng tuy bị nhốt, nhưng đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cái gì cũng đều không thể thương tổn nàng, thiên phạt chi nữ. Người này không ngờ lại là nữ, Diệp Vô Thần ngạc nhiên nói, "Đúng vậy, hơn nữa phong tỏa nàng lại vẫn chưa hết, phong ma tháp từ sau khi khóa nàng lại, một ít ác nhân vốn dĩ bị nhốt ở bên trong không ngờ toàn bộ chết trong một đêm. Ngay cả hoa cỏ cây cối xung quanh phong ma tháp đều khô héo mà chết." Chẳng những như thế, sau này bất kể ai tiến vào phong ma thấp, hoặc vĩnh viễn không thoát khỏi, hoặc cả mặt là máu ra ngoài, sau đó giống như nổi điên gặp người thì cắn. Không vượt quá nửa canh giờ thì sẽ chết, không ai biết họ rốt cuộc nhìn thấy cái gì ở bên trong. Sau này không còn ai dám tiến vào nữa. Thiên thần đại lục cũng bởi vậy lưu truyền một câu nói, thả vào diêm vương điện, chớ vào phong ma tháp sở kinh thiên thở ra một hơi thật dài nói tiếp cho nên nói vị tên thiên phạt chi nữ nọ mới là đáng sợ nhất có điều ta tuy chưa từng gặp nàng nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng nữ nhân như ma quỷ này nhất định là mắt như chuông đồng miệng như chậu máu tai to mặt lớn tóm lại là rất đáng sợ Diệp Vô Thần gật đầu, nhớ kỹ hai cái tên Thiên phạt chi nữ và Phong Ma Tháp này, Đại Ngưu, với thực lực của ngươi, ngươi có thể đạt đến cấp độ thực lực nào? Ta ấy à, miễn cưỡng đạt tới thập cấp. Sở Kinh Thiên có chút ảo não sờ đầu, dường như rất bất mãn với thực lực hiện tại của mình. Bởi vì gia gia của gã Định Tiêu Chuẩn của gã thực sự quá cao, khiến gã tưởng rằng tiến cảnh của mình một mực đều rất thong thả nhưng nếu gã ra đến bên ngoài thì sẽ biết có thể ở tuổi này đạt tới thực lực thập cấp thật sự chỉ có thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung vậy thực lực của ta thì sao áng chừng có thể ở cấp độ mấy cấp diệp vô thần hỏi sở kinh thiên trợn to mắt ánh mắt lướt qua kỹ lưỡng người hắn từ trên xuống dưới một lần sau đó lắc đầu nhìn không ra bình thường mà nói đạt tới một cấp độ nào thì sẽ phóng thích ra khí tức cấp độ đó đặc hữu diệp lão đệ có thể bóp đá thành phấn thực lực hẳn là lục cấp trở lên nhưng khí tức trên người ngươi chà hệt như không có bất kỳ năng lực nào hơn nữa thoạt nhìn giống như một kẻ đọc sách thôi sở kinh thiên càng nhìn càng mơ hồ sau cùng chỉ có thể than vãn một tiếng xem ra tu vi linh giác của mình vẫn không tới nơi tới chốn diệp vô thần cười nhạt khóe miệng giật giật con mồi của ngươi tới rồi con mồi ở đâu Sở Kinh Thiên đầu tiên là mơ hồ hỏi một câu, sau đó rốt cuộc phát giác ra thanh âm đằng sau, vội xoay người, đồng thời cầm lấy thiết kiếm, lẩm bẩm một câu. Kỳ quái, tay diệp lão đệ sao còn hữu dụng hơn so với ta? Từ tiếng bước chân mà phán đoán, đây hẳn là một con dã thú cỡ lớn, Sở Kinh Thiên hưng phấn giống một tiếng, sau đó xông về phía thanh âm, đồng thời không quên quăng lại một câu là đại gia hỏa đó các ngươi đi có chút nguy hiểm ta lập tức sẽ trở lại sở kinh thiên vẫn vô ý thức quy kết diệp vô thần yếu ớt thành người đọc sách trong miệng ra ra